À, dạ xin chào bà con cô bác. Thì làm YouTube lúc này đói rồi, có ai xem nữa đâu. Bây giờ phải đi đi làm thêm nè. Lại đi xịt thuốc nè. Kiếm thêm. Thì cái này là cũng cái nghề thường ngày cũng minh tính nè bà con cô bác. Bà con cô bác thấy làm YouTube vậy chứ cũng đi xịt thuốc đi làm thấy bà luôn. Kiếm thêm á. Chứ làm nói chung là làm YouTube đâu có tiền đâu bà con cô bác. Có nhiều tiền đâu. Làm của Minh Tấn nè, nó sáng chá đâu con bác, sáng này nhìn thấy con mắt hí rồi. À, rồi để em Tấn chạy rồi review chi tiết cho một con bác xem nha. Đây thì cái máy nữa có hai cái cần giống vậy nè, nha. À, một hai bên là một bên 10 mét á, là hai bên là nó 20 mét. À, cái máy này thì ba bánh nha con bác, để hôm qua ở trên rồi xong rồi hôm qua ở dưới em cho con bác xem. Hay ở trên này thì đang có cái phi pha thuốc ha, đây nè. Hay ở sau đó có cái thùng đựng thuốc ha. Hay thì đây thì nó chạy bằng hộp số xe ha. Đây, 5 số. À, 6 số, 1 số ve. 5 số tới ha. Đây nè. Đây là cái cục bơm. Đây. Đây là cái máy gì? Hinota 18 ngựa. À, cái này xài chạy máy xăng nè con bác. À, giờ đây tuy rằng cái máy xăng nhưng mà đề luôn ha. Đây. Cấp đề của nó nè ha. Đề luôn chắc không phải là giật ngang. Dạo khỏe dữ lắm. Đây cánh đồng lúa của quê Tấn Thái Trị đây. Thì em sẽ đi quay tại vì ở quê của mình Tấn á chủ yếu là người ta xịt bằng cái này không à. Hồi xưa thì xịt bình máy, bây giờ người ta xịt bằng này không à. Cái này mà nếu bà con của bác ha làm chừng 10 mẫu ruộng á là bà con của bác chủ động cái vụ xịt thuốc lắm, muốn xịt giờ nào xịt à. Tại vì nếu mà 10 mẫu thì một mẫu chúng ta xịt hai phi thì nó một buổi sáng là xong mà. Đây thì mình tính cái này, mình tính cái xịt mướn á thì một bên của nó là nó 23 24 bén bét gì đó, nên là từ hết của nó là nó khoảng là 46 47 bét ha. Thì cái này bơm bằng cái motor mà bơm nước á, bình đó, cái motor này nè, em tính lôi lên cho các bạn chạy sang tính mới luôn. Em đây em nói đó là này sàn bình à. Cái máy này thì lúc trước mình tính nghe cái chủ nói là nó khoảng 50 triệu đâu con bác, thì là nó đầy đủ luôn nha. Này trong đó không có cái bình là mình mua ha. Để hôm qua tổng quát cho con bác xem đồng hồ xịt rồi. Em quay con có bác xem đó không, nó nhìn giống như cầu Bắc Mỹ Thuận vậy đó. Thì một bên nó có bốn dây chằng ha. À, cái này thì nó tiện có cái là khi mà con có bác chạy á thì chạy một đường một ha, thì tới chính luôn, từ xã tới chính chúng ta cũng có một đường một, chúng ta chạy hoài nó không có bị hư lúa ha. À, hiểu không? Ôm tướng giờ đa số trời chạy này vẫn này nè. Im lắm. Cái này thì bà con cô bác tùy chỉnh xịt hai phi cũng được, một mẫu cũng được. Còn nếu mà xịt một phi rưỡi một mẫu cũng được. Ở trong Long An của mình nó kêu bằng mẫu, còn cô bác chị kêu bằng hecta đó. Đây. Một bên là nó 10 mét. Một lối là nó 20 mét. Này thì ba bánh ha. Đó.
Còn cái chiều ngang của nó bánh này qua bánh kia, thường thường là cái mỏng này thường thường là ta làm một cỡ một à làm 1m8 hay gì đó. Cũng có người nớ, có mấy cái máy kia nớ cái đùi dài ra đi cho vững á, mình thêm nghĩ chắc nói như gì là chạy ngon rồi. Khi mà nói dài ra cái đùi của mình nó yếu lại. Cái này là nó chạy bằng cái đùi đùi xe ha. Đùi xe luôn. Đùi xe này là 3 tấn á. Đây cái bánh này đây, bánh đó. Giống cái bánh như xe bò ngày xưa vậy ha. Thì đơn giản lắm. Thì cái hộp số với cái cục bơm là số chạy thôi à. Mà rất là hiệu quả con cô bác. Con cô bác khi mà xem có hỏi có ý kiến gì á, hỏi mình tính cái gì á thì bà con mình luận bên dưới nha. Thì em sẽ cái nào em biết em sẽ trả lời cho bà con cô bác. Rồi để em về lên em chạy cho bà con cô bác. Coi nó xịt như thế nào ha. Ở đây chỗ quê Tấn cũng cả chục cái máy này ạ. Để bữa nào Tấn sẽ đi review từng máy gửi đến bà con cô bác anh chị. À giờ rồi khi mà cô bác xem video á, có ý kiến gì thì xin bình luận bên dưới nha. Dạ rồi, video này kết thúc, hẹn gặp lại bà con cô bác vào video sau nha. Dạ. Tạm biệt, bye bye.